Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự và xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 15 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, thông tin về hai con đập vỡ cùng một lúc tại Trung Quốc tiếp tục phủ sóng các mặt báo quốc tế, trong khi các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Theo đó, cảnh tượng hai con đập và khu vực dưới hạ lưu tan hoang đến độ người ta có thể liên tưởng tới thảm họa thiên nhiên kinh hoàng, y như trong những thước phim điện ảnh. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh khi nước lũ từ hồ thượng lưu lao nhanh như biển gặp bão, đến mức nhiều ngôi làng lớn biến mất trong nháy mắt, hàng triệu đàn cá bắn tung tóe lên trời, mà từ đỉnh núi đất và đá cuội tảng do đột nhiên đổ xuống nuốt chửng nhiều ngôi làng, trong đó có nhà máy hóa chất khiến chất độc lan tràn xung quanh. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn đang ngủ, khi dân số ở vùng này được thống kê lên đến 25.000 người, trong khi những người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông quốc tế, thì vào lúc 5 giờ 40 phút rạng sáng ngày hôm nay, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Liên Cử, Lâm Chi, Tây Tạng. Những đá cuội tảng to lăn xuống vị trí con đập Giang Nhẫn, làm con đập già cỗi này vỡ tung và lượng nước khổng lồ đã tiếp tục lao như bay về hướng con đập Bayan, cách đó 16 km về phía nam, phá hủy đập và nhấn chìm những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện với mức sâu gần 10 mét. Nước lũ dâng cao đến mức gần như không còn nhìn thấy các cột biển báo và chỉ le lói mái của những ngôi nhà cao 7 tầng. Người ta chỉ còn đếm được 3 ngôi nhà được xây dựng ở nơi cao còn trụ được trong toàn bộ ngôi làng. Sau khi lũ qua đi, lũ lụt khiến cây cầu mới vốn đầu tư 140 triệu nhân dân tệ cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Anh Phan Lưu, một người dân sống sót nói rằng trận lở đất xảy ra vào lúc 5 giờ hoặc 4 giờ sáng khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hoán của người dân trong làng đã xảy ra lũ lụt lở đất. Suýt chút nữa là anh và gia đình 4 người của mình đã bị nước nhấn chìm. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, lở đất đã dẫn đến hai đập nước bị phá hủy và gây ngập lụt cho ngôi làng. Anh cho biết rất nhiều người đã không được may mắn khi anh chỉ bất lực đứng nhìn những người hàng xóm của mình vùng vẫy và la hét cầu cứu và sau đó mất dạng trong dòng nước lũ. Đoạn video tại hiện trường cho thấy vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi cây cối mọc um tùm và hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi hẻo lánh đã bị nước nhấn chìm và đá tàn phá. Đến 7 giờ sáng ngày 15 tháng 7, cảnh tượng tan hoang như ngày tận thế, nhà cửa vẫn bị ngập sâu, rất nhiều xác người và động vật tái bệnh, bị dòng nước đẩy về một góc, cảnh tượng hãi hùng chưa từng có. Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cùng các phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 15 km. Nhà máy hóa chất Kim Châu bị phá hủy hoàn toàn, khiến khu vực này đối diện với nạn ô nhiễm trầm trọng trong tương lai. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt, cho biết chỉ bỏ mạng khoảng chục người, còn bao nhiêu thì đều an toàn. Đáp lại, một số cư dân mạng đăng tải một đoạn video tiết lộ khắp nơi tại khu vực này đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông, chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh, cái gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực bị thiên tai thì lại bỏ qua. Điều này đã khiến cư dân mạng lao nhao để lại bình luận, đang cần giữ thể diện cho nên nhân dân không thể đổi mạng. Nếu được tâm hiệp xảy ra chuyện chắc chắn sẽ lại là một bộ phim lớn. Đài quốc chống lũ. Cũng theo Reuters, sự cố vỡ đập xảy ra đã gây ra lụt lội tệ nhất trong 500 năm qua tại Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều người dân Trung Quốc đã bày tỏ sự bức xúc và thất vọng về những sai phạm của những đơn vị vận hành con đập. Trong nhiều năm qua, thì người dân địa phương cũng đã thông báo và cảnh báo nguy cơ vỡ đập ở mức cao khi họ phát hiện ra rất nhiều vết nứt. Sự cố vỡ hai con đập đòi hỏi quá trình khắc phục tốn kém trên phạm vi lớn, đồng thời dấy lên mối lo ngại về nguy cơ tiếp tục của sự việc tương tự trong tương lai. Cơ sở hạ tầng của các con đập cũ kỹ tại Trung Quốc đã bị lãng quên trong thời gian dài và trở thành một vấn đề gây hậu quả nghiêm trọng khi mưa lớn xảy ra. Các chuyên gia nước ngoài cảnh báo vấn đề này thậm chí sẽ trở nên tồi tệ hơn khi cuộc khủng hoảng khí hậu gây xáo trộn cho các kiểu mưa. Tại Trung Quốc, thì độ tuổi trung bình của mỗi con đập là 57 năm và hàng ngàn con đập rải rác đã được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20 và xuống cấp trầm trọng, nhưng nhiều con đập không được yêu cầu phải sửa chữa.
Theo NTD, Trung Quốc hiện có hơn 94.000 con đập và khoảng 17% trong số đó được phân loại là có nguy cơ gây nguy hiểm cao, có nghĩa là sẽ có nhiều tử vong nếu đập vỡ. Trong khi đó, 12% khác được xếp hạng với mức độ nguy hiểm đáng kể. Theo đó, đập Tam Hiệp có thể vỡ, gây thiệt hại về kinh tế, môi trường hoặc gây ra những mối lo ngại khác. Cũng vào năm ngoái, thì các ngoại giới cũng đã đưa ra một thông điệp rõ ràng trong báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia rằng các con đập và đê xuống cấp trở thành mối nguy hiểm gia tăng khi gặp phải thời tiết cực đoan. Thậm chí một số trường hợp gặp mưa vừa phải cũng đã vỡ bất kỳ lúc nào. Bài báo cũng lưu ý rằng những cơn mưa đã dẫn đến sự cố vỡ đập và đê trên diện rộng trong tương lai. Và điều này đã xảy ra ngày một dày đặc tại Trung Quốc. Lũ lớn đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân cả về ngắn hạn và dài hạn. Rõ ràng nhất là thảm họa này luôn đi qua và khiến nhiều người thiệt mạng. Ngoài ra, lũ lụt cũng là nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn và là chứa nhiều cuộc lây nhiễm. Nước lũ có thể chứa chất thải có độc hại bị rò rỉ gây ô nhiễm môi trường nước uống, kéo theo nhiều bệnh nhiễm trùng. Rõ ràng rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan và những cơn mưa lớn đã khiến nước tràn đập. Tuy nhiên, đây là vấn đề không hề dễ để khắc phục. Tình hình nghiêm trọng hơn nữa khi một số khu vực tại Trung Quốc không hề có kế hoạch cải tổ những con đập được xây dựng từ thế kỷ 20. Thưa quý vị, những ngày qua, mưa lớn ở thượng nguồn khiến mực nước sông Bắc Giang dâng cao, thu hút nhiều người dân ra bờ sông ngắm nước câu cá. Và lúc 13 giờ 15 phút ngày thứ Tư, ba người đang câu cá ở thị trấn Saku, thành phố Anh Đức bị lũ bao vây. Hóa ra khi ba người đang câu cá trên sông thì bị lật thuyền do mưa lớn bất ngờ và tác động của thuyền sau khi rơi xuống nước. Ba người đã bị lũ cuốn trôi và cuốn trôi cách nơi xảy ra sự việc 800m. Trong đó hai người mắc kẹt trên dầm của thủy đài bỏ hoang. Còn một người đàn ông khác bị mắc kẹt trong vùng nước xoáy. Vào thời khắc nguy cấp đã ôm thủy đài đảo cách ly để tạo ổn định tinh thần của bản thân. Theo diễn biến tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa ngay sau khi nhận được tin báo đã điều động xuồng cao su, đồng thời sử dụng hai xe thang, dây cứu sinh và các thiết bị khác để ứng cứu. Tiếp đó, đến 14 giờ ngày 24 phút, chỉ huy và các chiến sĩ đã lập luồng cứu nạn thành công và chuyển lần lượt 3 người trên vào khu vực an toàn trên bờ. Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của thành phố Thanh Viễn nhắc nhở rằng, kể từ trận lụt vừa qua, thành phố Thanh Nguyên đã trải qua nhiều trận mưa bão liên tiếp đến mưa lớn. Dự kiến lượng mưa ở thành phố Thanh Viễn sẽ tiếp tục và tăng trong tuần tới. Do sự chồng chất của ba nguyên nhân, lượng mưa lớn gần đây, xả lũ thượng nguồn và thủy triều Thiên Văn, nên mực nước thủy triều của sông Châu Giang gần đây tiếp tục tăng. Trong thời gian gần đây, lượng mưa trung bình của thành phố là 450,4mm, cao hơn 18,2% so với cùng kỳ 30 năm qua. Trong đó có quận Hoa Đô, quận Công Hóa, quận Tăng Thành và quận Thiên Hà có lượng mưa tích lũy hơn 500mm. Ngoài lượng mưa lớn, còn có lũ lụt ở thượng nguồn sông Châu Giang, bao gồm Tây Giang, Bắc Giang và Đông Giang. Theo chi nhánh Thủy văn Quảng Châu của Cục Thủy văn tỉnh Quảng Đông, trạm cao giao Tây Giang có mực nước đỉnh lũ là 11,4m vào lúc 20 giờ 45 phút ngày thứ Năm, vượt quá cảnh báo 1,4m và tốc độ dòng chảy là 42.800m³/giây. Mực nước tại đỉnh lũ là 12m, cảnh báo 12m, tốc độ dòng chảy là 16.400m³/giây. Mực nước tại trạm Đông Giang, Bột Lạc là 7,19m lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm và tốc độ dòng chảy là 7.890m³/giây. Vào lúc 18 giờ 25 phút chiều ngày thứ Năm, trạm Tam Thủy Phật Sơn ở hạ lưu sông Bắc Giang có mực nước cao nhất là 8,9m, cao hơn mức cảnh báo 1,43m và lưu lượng 16.200m³/giây. Đỉnh thủy triều ở sông Châu Giang tại Quảng Châu năm nay cũng có những lý do thiên văn. Vào lúc 19 giờ 52 phút tối ngày thứ Tư, mặt trăng, trái đất và mặt trời được sắp xếp theo một đường gần như thẳng hàng, do đó tạo thành một thủy triều đồng bộ. Vào lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày thứ Năm, trái đất có khoảng cách gần nhất với mặt trăng chỉ là 357.539 km và cả hai đã ở gần nhau nhất trong năm nay, do đó hình thành thủy triều gần trái đất. Thủy triều Thiên Văn không chỉ nâng mực nước thủy triều ở cửa sông Châu Giang mà còn làm chậm tốc độ rút của lũ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!